chị chúng ta nạp tiền Việt Nam đồng vào cái ví Vietmile của chúng ta. Thì để nạp Việt Nam đồng vào, chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ nào nạp Việt Nam đồng. Đó, và chúng ta sẽ chọn số tiền chúng ta còn nạp cần nạp, là ví dụ như đây, em nhấn 100 ngàn đi. Chúng ta sẽ chọn ngân hàng nhận, ví dụ Vietcombank hay là BIDV ha. Chúng ta sẽ nhấn vào nút tiếp tục. Để ra nó có hiện ra cái thông tin để chúng ta chuyển khoản vào. Thì chúng ta chuyển khoản đúng số tài khoản và đặc biệt là đúng cái nội dung. Thì khi mà chúng ta hoàn tất xong được chuyển khoản là tài khoản chúng ta nó sẽ được cộng ngay tức khắc. Ngoài ra thì ở đây chúng ta khi mà có Việt Nam đồng rồi, để chúng ta sử dụng các cái tiện ích như là nạp card hay nạp game hay là thanh toán hóa đơn điện nước hay là qua tiêu dùng á, thì chúng ta sẽ mua cái VNC này để chúng ta thanh toán. Kiểu như đây mình mua 10 VNC đi, mình sẽ tốn 10.000 đồng. Rồi xong khi mình có VNC bên đây thì mình sẽ vào cái tiện ích để mình thanh toán. Ví dụ ở đây mình sẽ nạp card điện thoại đi ha. Rồi mình sẽ nhập số điện thoại cần nạp vào. Mình chọn cái mệnh giá cần nạp, ví dụ 10.000 đồng. Và mình bấm tiếp tục. Ở đây nó sẽ trừ của chúng ta là 10 VNZ, nó tương đương 10.000 đồng đó chị. Và chúng ta sẽ được hoàn tiền là 68 Việt Nam đồng và chúng ta sẽ được hoàn điểm là 68 cái đồng coin Bitblock này. Và chúng ta chọn xác nhận giao dịch. Ok, vậy là cái giao dịch chúng ta đã hoàn thành. Và tiền chúng ta đã nạp, tài khoản cộng của chúng ta đã được chiết khấu và chúng ta quay lại cái lịch sử để chúng ta xem. Đây, lịch sử chúng ta là trừ 10 VNC đây. Để nạp điện thoại và nó hoàn phí thanh toán chúng ta đây. Và cái VietLove chúng ta được cộng vào. Ngoài ra ở đây chúng ta còn có thể là chuyển điểm. Ở đây là chúng ta có thể chuyển điểm bằng Việt Nam đồng đến một cái người thụ hưởng nào đó mà có xài cái ví Việt Mai. Đây không phân biệt là chung hệ thống hay là khác hệ thống anh chị, yêu cầu là người đó có sử dụng cái ví Việt Mai. Ví dụ ở đây em sẽ nhập số điện thoại 0907240592 và số tiền chúng ta cần chuyển. Đây nó sẽ hiện cái tên ra nhấn nhanh như 100.000 ha, và cái nội dung là gì đó, chuyển trả hay sao đó, rồi và phương thức nhận OTP. Rồi và chúng ta sẽ nhập cái mã OTP vào, nó sẽ gửi qua số điện thoại chúng ta và chúng ta sẽ nhập vào 9625. À, chúng ta bấm sao nhầm. Chín hai sáu năm không chín. Xong chúng ta chuyển khoản thành công. Rồi thế đây chúng ta sẽ vào lịch sử xem. Đây nó đã chuyển 100 ngàn. Và chuyển khoản cho người này số điện thoại đây, mã giao dịch đây, chuyển là phí miễn phí. Thì ngoài chúng ta có thể chuyển Việt Nam đồng, chúng ta có thể rút Việt Nam đồng về tài khoản chúng ta. Thì rút Việt Nam đồng chúng ta sẽ chọn ngân hàng ta rút. Đó, chọn ngân hàng, chọn số tài khoản rút về ngân hàng, chọn số tiền chúng ta rút. Và đây thì nó có tốn phí, nhưng mà khi chúng ta chuyển từ cái tài khoản này qua tài khoản kia chúng ta không tốn phí, nên chúng ta sẽ ưu tiên để chúng ta chuyển từ tài khoản này qua tài khoản kia để những người quen biết chúng ta sử dụng đỡ tốn phí này anh chị. Thì ngoài ra chúng ta còn có thêm
cái chúng ta có thể chuyển được cái điểm Việt Mai này qua một cái người bạn chúng ta. Chúng ta sẽ vào cái Vietlet, cái điểm thưởng Vietlet này chúng ta. Đây là cái quý quà tặng Vietlet. Đây, quý quà tặng Việt Mai. Chúng ta sẽ bấm vào nút chuyển. Và đây chúng ta sẽ nhập một cái số điện thoại, số email thụ hưởng. Và chúng ta sẽ nhập cái số, chúng ta chuyển cái số ít nhất là phải 30.000 nha anh chị. Và cái nội dung gì đó chúng ta ghi vào. Và cái phương thức nhận và mã OTP. Xong, chúng ta sẽ nhập cái mã OTP vào. Hay sáng mai công trình. Xong rồi là chúng ta đã chuyển cái mã việc lớn này thành công. Đây là cái thông tin. Thì vừa rồi là bạn đã làm cái file mà hướng dẫn chúng ta chuyển cái điểm cũng như nạp tiền. Thì chúc các anh chị sẽ thao tác được thần thục và thành công cùng với Việt Mai. Dạ, xin kính chào.